Màn tương tác gây sốt cõi mạng của Văn Toàn và Hòa Minzy, nàng ca sĩ còn hé lộ chuyện tặng quà chàng cầu thủ. Tình bạn 10 năm của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và ca sĩ Hòa Minzy luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt mới đây hình ảnh Văn Toàn cầu hôn một cô gái đã khiến tất cả xôn xao. Tuy nhiên, đây chỉ là những khoảnh khắc trong một MV ca nhạc. Dù không tham gia nhưng Hòa Minzy vẫn bị gọi tên, nhiều người nhìn từ phía sau cô gái trong MV còn lầm tưởng đây là nữ ca sĩ sinh năm 1995. Chuyện cầu hôn trong MV chưa qua, dân tình đã được fan thích thú khi thấy màn tương tác trên mạng của Văn Toàn và Hòa Minzy. Theo đó, trên trang cá nhân giọng ca quê Bắc Ninh khoe ảnh xinh xắn. Bên dưới bài đăng, Văn Toàn lập tức vào đòi quà. Đáp lại, Hòa Minzy lại vô tình hé lộ đã từng tặng áo cho chàng cầu thủ nhưng chưa thấy anh mặc lần nào. Văn Toàn bình luận, mua quà về nhé bạn. Hòa Minzy hài hước bóc phốt tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, mua cho cái áo còn chưa thấy mặc bao giờ đâu, chả đây. Hòa Minzy và Văn Toàn đã có hơn 10 năm thân thiết bên nhau, đồng hành với cương vị là bạn bè. Về mối quan hệ đặc biệt, Văn Toàn từng chia sẻ, trong năm vừa rồi, tôi tiếp xúc với Hòa rất nhiều. Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này.